Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo Bộ Công an, luật tương trợ tư pháp được ban hành năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Trong đó, hoạt động dẫn độ được luật tương trợ tư pháp thể chế hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, nội luật hóa một số cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng, cùng với những yêu cầu mới phát sinh của quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế, yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau hơn 15 năm thực hiện, luật tương trợ tư pháp đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dẫn độ. Chính vì vậy, thực tiễn công tác dẫn độ đặt ra yêu cầu bức thiết là phải xây dựng luật dẫn độ. Cụ thể, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa, không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển một cách hoàn toàn biệt lập mà không có quan hệ với các quốc gia khác. Việc nghiên cứu tách luật tương trợ tư pháp thành các luật riêng, theo Bộ Công an, Bộ Tư pháp được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu, rà soát và tách riêng luật tương trợ tư pháp thành 4 luật riêng, điều chỉnh từng lĩnh vực khác nhau, gồm luật tương trợ tư pháp về dân sự, luật tương trợ tư pháp về hình sự, luật dẫn độ và luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Ngày 26 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 568 QĐ-TTg phân công Bộ Công an xây dựng dự án luật dẫn độ trình Chính phủ trong tháng 1 năm 2025. Theo Bộ Công an, mục đích xây dựng luật dẫn độ là hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế về dẫn độ, nâng cao hiệu quả truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cũng như góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về dẫn độ. Luật dẫn độ sẽ quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dẫn độ đối với các yêu cầu dẫn độ gửi đi và các yêu cầu dẫn độ nhận được, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động dẫn độ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động dẫn độ. Theo dự kiến, Bộ Công an sẽ trình Chính phủ dự án luật dẫn độ trong tháng 1 năm 2025, trình Quốc hội khóa 15 xem xét cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 tháng 5 năm 2025 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 tháng 10 năm 2025. Tại cơ quan công an, đối tượng đốt cây xăng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khai bị nghiện ma túy nặng, đồng thời do buồn chuyện gia đình và thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Sáng 31 tháng 7, đại diện công an thành phố Nha Trang cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Châu là đối tượng đã châm lửa đốt cây xăng khu vực Mã Vòng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo điều tra, khoảng 13 giờ 25 phút ngày 30 tháng 7, Châu lái xe máy đến cửa hàng xăng số 2 của công ty xăng dầu Phú Khánh tại khu vực Mã Vòng mua 5 lít xăng đem về khu máy nước, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang để sang chiết ra chai thủy tinh. Sau đó, đối tượng này đi xe máy đến trước nhà số 50 đường Lý Tự Trọng, phường Lập Thọ, thành phố Nha Trang đốt, ném chai xăng vào nhà rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Châu tiếp tục di chuyển đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt và ném một chai xăng vào biển quảng cáo gây cháy. Sau khi liên tiếp gây ra hai vụ việc trên, Châu tiếp tục điều khiển xe máy trở lại cửa hàng xăng dầu số 2 của công ty xăng dầu Phú Khánh tại khu vực Mã Vòng, lấy chai nhựa đựng xăng tưới xuống đất rồi châm lửa đốt, làm cháy trụ đổ xăng số 5 và khu vực xung quanh rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã dùng bình chữa cháy mini nhanh chóng dập tắt đám cháy. Nhận được tin báo, công an thành phố Nha Trang đã tổ chức lực lượng vây bắt được Châu khi nghi phạm này lẩn trốn tại một căn nhà ở khu máy nước, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. Do bị bỏng hai bàn chân sau khi phóng hỏa, công an đã đưa Châu tới bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương. Tại cơ quan công an, Châu khai nhận nghiện ngập ma túy nặng, đồng thời buồn chuyện gia đình và thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Công an thành phố Nha Trang đã tiến hành test nhanh, kết quả phát hiện Châu dương tính với ma túy. Ngoài thiệt hại tại cây xăng số 2 Mã Vòng ở nhà số 50 Lý Tự Trọng, vụ hỏa hoạn đã làm một bộ máy vi tính, một máy cắt laser cùng nhiều dụng cụ khác hư hỏng. Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ động cơ 3 nghi phạm người Trung Quốc giết tài xế cướp taxi ở Quảng Ngãi, trốn chạy ra đến Quảng Bình thì bị bắt giữ. Việc di lý 3 nghi phạm từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vào tối 29 tháng 7. Bước đầu, công an tỉnh Quảng Ngãi lấy lời khai 3 nghi phạm Hoàng Di Trang 18 tuổi, Lâu Si Jun 16 tuổi và Gang Jing 17 tuổi khai nhận việc đã sát hại tài xế và cướp taxi. Cả 3 nghi phạm khai rằng do cuộc sống ở Trung Quốc gặp khó khăn và được môi giới giới thiệu qua Việt Nam kiếm việc làm nên khi qua Việt Nam cả 3 thuê taxi để di chuyển. Tuy nhiên trong quá trình di chuyển, do không liên lạc được với người môi giới việc làm, cả 3 lo sợ bị bán qua Campuchia nên đã ra tay sát hại tài xế taxi.
cướp xe quay ngược trở lại với mục đích quay trở về Trung Quốc. Trước đó, rạng sáng 28 tháng 7, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tú Sơn 1, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nhận được tin báo, công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp công an huyện Mộ Đức khám nghiệm hiện trường, kiểm tra người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, xác định nạn nhân trên 40 tuổi. Tử vong vài giờ trước, từ các camera dọc tuyến quốc lộ, lực lượng cảnh sát hình sự nghi vấn vụ án do người ngoài tỉnh gây ra nên tập trung truy xét, liên hệ cảnh sát giao thông các tỉnh truy tìm nhóm nghi phạm. Đến khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 7, tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn thì phát hiện xe ô tô Mai Linh taxi loại 5 chỗ mang biển kiểm soát 14A32545 đang lưu thông theo hướng Nam Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy và va chạm với một xe máy cách đó chừng hơn 1 km. Lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Bình đã chặn bắt được đối tượng. Được biết tài xế ô tô Mai Linh là anh NVH 47 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Anh Hát được các đối tượng nói trên thuê vào lúc khoảng 2 giờ ngày 27 tháng 7 đi dọc các tỉnh ở Việt Nam. Đến chiều cùng ngày, khi đến Quảng Ngãi thì anh Hát bị các đối tượng sát hại. Công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại. Cụ thể vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 29 tháng 7, tổ công tác của công an huyện Phú Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra cơ sở tại khu vực xóm Ca, xã Ca Sơn thì bắt quả tang đối tượng Đào Mạnh Cường, sinh năm 1981, thường trú tại thôn Đồng Trang, xã Hồng Lợi, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, Cường đang di chuyển bằng xe máy biển kiểm soát 22B1-76892 theo hướng Bắc Giang, Thái Nguyên. Công an thu giữ tang vật gồm 498,04g heroin, 4.641,8g hồng phiến và 1.979,2g ma túy đá, tổng cộng khoảng 7kg ma túy các loại. Bước đầu, Cường khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ huyện Mộc Châu, Sơn La về huyện Phú Bình để tiêu thụ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Dù chưa nhận phán quyết cuối cùng về án phạt, nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC đã phải nhận những hình phạt khi hôn nhân tan vỡ, người thân qua đời. Sau 8 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC bước vào thời gian nghị án. Ở ngày xét xử thứ 8, ngày 29 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đối đáp lại những luận cứ của gần 100 luật sư bào chữa cho 50 bị cáo. Sau đó hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Khi được cho nói lời sau cùng, bị cáo Trịnh Văn Quyết trình bày trong ngập ngừng, nhiều lần phải nén lại cảm xúc. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới tất cả. Ông Quyết giải bày và cho rằng vụ án này là bài học lớn sẽ khiến bị cáo ân hận suốt quãng đời còn lại. Ông Quyết cũng gửi lời xin lỗi, mong muốn được khoan hồng từ những người được coi là bị hại của vụ án. Đặc biệt, cựu chủ tịch FLC không dám xin giảm nhẹ cho bản thân, bởi cựu chủ tịch FLC cho rằng những bị cáo khác vì tin tưởng ông ta mà vướng vào vòng lao lý. Bị cáo cảm thấy nói lời xin lỗi cho riêng mình trong giờ phút này rất khó nói. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo bị liên đới trong vụ án để họ sớm được trở về, đoàn tụ cùng gia đình. Ông Quyết trình bày, sau đó gửi lời cảm ơn tới hội đồng xét xử, tới viện kiểm sát và cho rằng truy tố của cơ quan tố tụng là thuyết phục. Trở lại ghế ngồi, cựu chủ tịch FLC cúi mặt liên tục lau nước mắt. Tương tự, anh trai Trịnh Thị Thúy Nga nghẹn ngào gửi lời xin lỗi các bị cáo khác trong vụ án. Em gái ông Quyết cũng giải bày sẽ không bao giờ quên nỗi đau này và mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh đang phải chăm bố mẹ già, nuôi ba con nhỏ. Bố chồng bị cáo cũng mới mất gần 100 ngày trước vì cú sốc liên quan đến Nga. Nga cho rằng vì tin tưởng anh trai mà phải đứng trước tòa với vai trò là một bị cáo, cùng với anh trai, em gái, chồng, anh chị chồng và những người thân khác.